Sáng ngày 14 tháng 4 năm 2021, Trung tâm Y tế quận 1 phối hợp cùng Bệnh viện quận 1 tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các nhân viên làm việc tại các khách sạn có tổ chức cách ly tập trung. Đợt tiêm này diễn ra trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 4 năm 2021, dự kiến tiêm cho 285 nhân viên của 15 khách sạn trên địa bàn quận 1. Trước đó, trong buổi tiếp đoàn Bộ Y tế vào sáng ngày 26 tháng 3 năm 2021, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trí Dũng cho biết, nhân viên phục vụ cách ly trong khách sạn có rất nhiều nguy cơ nhiễm COVID-19, do đó việc tiêm cho nhóm đối tượng này là rất cần thiết. Công tác tiêm chủng vaccine dành cho nhân viên khách sạn được tổ chức trang bị đầy đủ đúng quy định. Những nhân viên tham gia tiêm vaccine COVID-19 được bác sĩ khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, đo huyết áp, nhịp tim kỹ lưỡng. Sau tiêm được nghỉ ngơi, theo dõi tình trạng sức khỏe trong vòng 30 phút. Những người đã tiêm vaccine sẽ được cấp giấy xác nhận đã tiêm vaccine COVID-19. Trên giấy xác nhận có mã QR code, các nhân viên khách sạn được tiêm vaccine sẽ khai báo hàng ngày để tiếp tục theo dõi phản ứng sau tiêm ít nhất là 7 ngày.